Bất ngờ, một đức giám mục nhảy cực sung cùng các con chiên sau thánh lễ. Ngài hoạt động quá, mời xem video ngài nhảy múa hát ca. Thành Long Vlog mến chào cộng đoàn. Thầy Đa Minh Vũ Trường Phúc hiện đang đi truyền giáo và mục vụ tại Burkina Faso, châu Phi. Một đất nước đói nghèo triền miên và cái ăn cái mặc vẫn còn thiếu trầm trọng. Mới đây thầy viết, bữa cơm của người nghèo bên Việt Nam là bữa tiệc ở châu Phi. Hình ảnh cho thấy những con cá khô được nấu cùng cơm nát ngà vàng. Tuy là một đất nước nghèo đói, nhưng lòng mộ đạo, sùng đạo của giáo dân nơi đây lại chính là tấm gương, bài học cho mỗi chúng ta. Thầy viết, kết thúc thánh lễ kính Chúa Ba Ngôi, Đức Cha, các cha cùng cộng đoàn vui mừng múa nhảy tạ ơn Chúa. Đoạn video được rất nhiều người quan tâm và chia sẻ. Nguyện xin Chúa chúc lành tới thầy và sứ vụ mục vụ các giáo dân nơi đây. Xin Chúa ban cho giáo hội ngày một triển nở hơn nữa. Amen. Vâng, nếu như cộng đoàn lần đầu xem video này của con, thì hãy nhớ ấn like video và đăng ký kênh để cập nhật những tin hay nhất về đạo Công giáo, cũng như truyền cho con động lực để con có thể ra nhiều video phục vụ cộng đoàn. Con xin hết lòng cảm ơn.